Hôm nay là thuê hai phiên dịch mới bán được con xe các bạn. Bán được con xe cho bác người Đài Loan Trung Quốc. Đấy, đây là hai phiên dịch cán bộ nhà tôi. Lý Hảo. Giao dịch thành công các bác nhá. Kia Morning 2018. Đấy, Kia Morning 2018. Đây chủ mới. Đây chủ mới. Đấy, chủ mới rất đẹp trai. Đấy. Chưa vợ. Chưa vợ. Chưa vợ con thôi. Ta phải treo này, 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 ta